Chào mừng quý vị đến với báo tin tức, nguồn thông tin hấp dẫn về chính trị, xã hội và an ninh quốc tế cũng như trong nước. Hãy cùng chúng tôi khám phá những tin tức sôi động và đầy kịch tính từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên nhấn theo dõi kênh và bật thông báo để luôn nhận được những thông tin nóng hổi nhất, mới nhất. Nhện do râu khổng lồ lây lan khắp nước Mỹ. Có kích thước gần bằng bàn tay con người, nhện do râu ngày càng lan rộng khắp vùng biển phía đông nước Mỹ. Với những con cái có khả năng phát triển chiều ngang lên tới 8 inch và con đực có chiều ngang 4 inch, nhện do râu có thể là một cảnh tượng đáng sợ. Nhưng mặc dù có khả năng gây sợ hãi về mặt thị giác, loài nhện này không thực sự đáng lo ngại. Daniel Cronauer của Đại học Rockefeller cho biết, chúng không nguy hiểm, chúng không hung dữ, chúng không có nọc độc theo nghĩa nguy hiểm đối với con người. Có nguồn gốc từ Đông Á, loài này lấy tên từ truyền thuyết Nhật Bản, sinh vật thần thoại do Ogumo có thể bẫy đàn ông bằng lụa. Do râu lần đầu tiên được phát hiện ở Georgia, Hoa Kỳ cách đây một thập kỷ. Kể từ đó họ đã mở rộng hàng năm. Cronauer tiếp tục, không có gì lan rộng khắp Carolinas, Virginia và Maryland. Trong phạm vi bản địa, chúng xuất hiện ở Nhật Bản, Trung Quốc, nhưng đến tận chân dãy Himalaya. Vì vậy, chúng có khả năng chịu lạnh khá tốt. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta có thể mong đợi chúng di chuyển xa hơn, về phía Bắc. Và hành trình đến Mỹ của họ, có lẽ là kết quả của hoạt động thương mại của con người. Vì vậy, hầu hết các loại xâm lấn này đều được con người lây lan xung quanh, thường là trong hàng hóa, được vận chuyển bằng tàu như vật dằn. Các chuyên gia lưu ý rằng, chúng thậm chí có thể hoạt động để giúp bẫy những côn trùng không mong muốn như muỗi. Có khả năng cao là mùa hè này, chúng ta sẽ thấy một số người trong số họ ở New York. Apple đã tiết lộ một chiến lược AI được chờ đợi từ lâu vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 6, tích hợp công nghệ Apple Intelligence trên cơ sở ứng dụng bao gồm Siri và hợp tác với OpenAI để đưa ChatGPT vào các thiết bị của mình. Nhưng cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã giảm 2% trong phiên giao dịch buổi chiều khi các nhà tư vấn tìm kiếm thêm thông báo về AI. Cổ phiếu đã theo sau cổ phiếu của các công ty Big Tech khác trong năm nay. AI và các tính năng khác được công bố tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu sẽ đi kèm với hệ điều hành mới nhất cho đến các thiết bị của họ. Hệ điều hành này cũng được trình diễn tại sự kiện này. Apple cho biết iOS 18, phần mềm hỗ trợ thiết bị hàng đầu của hãng, giúp màn hình chính iPhone có thể tùy chỉnh nhiều hơn và bao gồm các phiên bản cải tiến của ứng dụng nội bộ. Phần mềm mới cũng sẽ đi kèm tính năng khóa ứng dụng giúp mọi người bảo vệ thông tin nhạy cảm. Người dùng có thể chọn các khóa ứng dụng cụ thể và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ hơn ở trong hệ điều hành. Apple cũng cho biết họ sẽ nhóm các tin nhắn trong ứng dụng email của mình bắt đầu từ cuối năm nay, phân loại chúng vào thư mục chính, thư mục giao dịch, thư mục quảng cáo và các nhóm cụ thể khác, chẳng hạn như thông tin liên lạc của một hãng hàng không. Các phân loại cấp cao tương tự như một tính năng hiện đã cũ trong Gmail của đối thủ cạnh tranh Google. Công ty này cũng đang cung cấp tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro ở 8 quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản. Phần mềm Vision OS 2 mới dành cho tai nghe sẽ sử dụng máy học để tạo ra những bức ảnh có chiều sâu tự nhiên và đi kèm với các cử chỉ mới. Apple sử dụng hội nghị nhà phát triển tại trụ sở chính Cupertino, California mỗi năm để giới thiệu các bản cập nhật cho ứng dụng và hệ điều hành của riêng mình, cũng như giới thiệu cho các nhà phát triển những công cụ mới mà họ có thể sử dụng trong ứng dụng của mình. Một buổi trình diễn máy bay không người lái ở lễ hội thuyền rồng đã được tổ chức tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc vào thứ Bảy để đánh dấu lễ hội truyền thống của Trung Quốc. Yuanggu hay lễ hội thuyền rồng được tổ chức vào ngày thứ 5 của tháng thứ 5 âm lịch Trung Quốc để tưởng nhớ nhà thơ Trung Quốc cổ đại Khuất Nguyên từ thời Chiến Quốc, từ năm 475 đến 221 trước Công Nguyên, và nó rơi vào thứ Hai năm nay. Giờ đây, nó đã trở thành một ngày lễ quốc gia khi được mọi người thích ăn chôm chi, một món ăn truyền thống làm bằng gạo nếp nhồi thịt, đậu và các loại nhân khác, gói thành hình tam giác hoặc chữ nhật bằng lá tre hoặc lá sậy, hoặc bằng cuống ngâm hoặc dây lụa nhiều màu sắc. Các lễ kỷ niệm khác bao gồm uống rượu gạo vàng hoặc khoang chiêu, thả đèn trời và xem đua thuyền rồng. Vào thứ Bảy, một buổi trình diễn máy bay không người lái lấy cảm hứng từ lễ hội thuyền rồng đã được tổ chức tại một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Kinh Châu, thu hút khoảng 10.000 khách du lịch. Ngoài màn trình diễn máy bay không người lái, lễ hội năm nay còn có màn trình diễn kỹ thuật số để đưa du khách hòa mình vào văn hóa truyền thống của Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ hội thuyền rồng kéo dài 3 ngày. Một người lướt ván diều bị mắc kẹt đã được giải cứu vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 6 sau khi dùng đá để ghép thành hình chữ HELP trên bãi biển.
Nhờ đó, một chiếc trực thăng đã nhìn thấy dòng chữ này. Phi công của chiếc trực thăng đã báo cho chính quyền địa phương ngay sau đó. Đội giải cứu đã buộc người lướt ván diều bị mắc kẹt vào một người khác. Sau đó, chiếc trực thăng đã giải cứu thành công người lướt ván mắc kẹt. Nhà chức trách cho biết người lướt ván diều không hề hấn gì và không cần bất kỳ một sự chăm sóc y tế nào lên trên khỏi bãi biển. Chiến sự Gaza phá tan giấc mơ hành hương của cặp vợ chồng Palestine. Cặp vợ chồng người Palestine Mahmoud và Fatimaya Goul đã bán đồ trang sức của họ để có thể thực hiện chuyến hành hương 2 đến Mecca, một hành trình mà họ đã khao khát thực hiện trong nhiều năm. Nhưng không có lối thoát khỏi dải Gaza, giấc mơ của họ đã tan thành mây khói. Chúng tôi đang sống trong một nhà tù. Không có biên giới rác ạ, không có đường vào và không có đường ra. Mahmoud Yagoul, 67 tuổi, nói, đề cập đến lối đi sang Ai Cập đã bị đóng cửa kể từ khi Israel chiếm giữ nó vào tháng 5 trong cuộc tấn công vào Gaza. Yagoul cho biết, nỗi thất vọng sâu sắc khi không thể thực hiện chuyến hành hương đã làm tăng thêm nỗi đau do chiến tranh gây ra. Phát biểu tại ngôi nhà tan nát của ông ở Khan Yunis, nơi sàn nhà ngổn ngang gạch vụn và gạch vụn. Thật không may, chúng tôi đã mất nhà, ông nói, và ước tính chi phí sửa chữa vào khoảng 20.000 USD. Sau đó là việc đóng cửa biên giới và chúng tôi không thể đến đó. Đó là hai đòn cùng một lúc, anh nói. Nỗi đau của chiến tranh, nỗi đau của sự tàn phá, nỗi đau của sự vây hãm và nỗi đau của việc không thể đến hai. Hai là một trong năm nghĩa vụ cơ bản của người Hồi giáo, và mọi tín đồ có đủ phương tiện nên thực hiện cuộc hành hương ít nhất một lần trong đời. Nó bắt đầu vào thứ sáu. Người Palestine thường đợi nhiều năm để đến lượt mình sau khi đăng ký tên với chính quyền Palestine. Yagoul cho biết họ đã chờ đợi gần 18 năm. Ông nói rằng họ đã bán tất cả những gì chúng tôi sở hữu để có thể thực hiện nghĩa vụ này. Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Thật không may, biên giới đã bị đóng cửa, cùng với đó là tất cả hy vọng thực hiện nghĩa vụ này của chúng tôi. Fatima Yagoul, 65 tuổi, cho biết cặp đôi đã rất hạnh phúc khi tên của họ được chấp thuận cho lễ hai. Nhưng cuối cùng, tất cả những giấc mơ của chúng tôi đều tan biến. Chúng tôi rất, rất buồn, cô nói. Theo thống kê của Israel đã bao vây và tàn phá phần lớn dải Gaza kể từ khi phát động cuộc tấn công trả đũa cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7 tháng 10 khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Theo Bộ Y tế vùng đất Palestine, cuộc tấn công của Israel đã làm thiệt mạng hơn 37.000 người ở Gaza. Đội ngũ báo tin tức cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.